Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video của mình nhé. Mình là Iblek Ria đây. Thì trước mặt màn hình của tất cả các bạn là bộ dây đai để mình đeo ngực, đeo trên vai, đeo trên ngực của chúng ta để chúng ta cắn điện thoại rồi quay hành trình của chúng ta khi chúng ta đi xe máy hoặc đi bộ nhé các bạn nhé. Đó, mình vừa mới đặt mua trên Shopee. Tổng cộng hết này là trên mình đặt mua trên Shopee hết tổng cộng là 160 nhé các bạn nhé. Đó, thì chúng ta có bộ này và bộ này nữa, rồi hai bộ này. Cái này mình lắp trước rồi nhé, mình gắn trước rồi, mình không tháo được do mình gắn chắc quá. Rồi thì để lắp được ta lắp như thế nào thì các bạn hãy xem hết video này nhé. Và video này mình chỉ dành cho những bạn nào không chưa biết lắp thôi, còn bạn nào đã biết rồi thì các bạn có thể bỏ qua video này nhé. Thì để lắp được thì đây, chúng ta ấn ở đây nhé các bạn nhé, ấn hai tay ở đây này. Đó, ấn hai tay vào, đưa vào đây, các bạn coi kỹ nha, chúng ta ấn vào hai tay kiểm tra, đưa vào nhé, chúng ta bóp vào, bóp mạnh vào rồi đó, nó vào rồi. Chúng ta đưa thẳng và đẩy lên, bạn coi nhé, nó sẽ kêu tạch luôn đó, nó vào rồi. Còn muốn tháo thì chúng ta tháo thế nào các bạn, hai tay của cô các bạn cũng bóp ở đây luôn, đầu của nó luôn đó, các bạn bóp mạnh lên đó, nó ra rồi. Bây giờ chúng ta đẩy lên, đẩy xuống, ở đẩy xuống nha, đó đơn giản. Bây giờ mình sẽ cắn lại nha, bóp mạnh vào, chúng ta bóp mạnh vào, các bạn đưa thẳng nhé, đó, đẩy lên nhé, đó, xong rồi chúng ta gắn cái này nhé, cái này mình đây, cái này mình gắn trước rồi nhá, mình lắp trước rồi, rồi lấy con ốc vào, coi đúng đúng lỗ của nó chưa, không đúng lỗ nó không vào đây nhé các bạn nhé. Đây đúng rồi đó, bây giờ mình lắp vào này, mình xoay quay siết chặt luôn đó. Đó, để mình chắn cái điện thoại của chúng ta ở đây đó, chắn rồi chúng ta đeo vai, đeo lên ngực của chúng ta. Cái này nó đây, cái này nó giống bộ áo ngực của các bạn đây. Các bạn tháo cái này đi nha, trước khi đeo các bạn phải tháo cái bộ này đi, cái dây này đi, chìa khóa của nó này, rồi chúng ta đeo vào. Đó, đơn giản thôi các bạn đeo vào nhé. Cái này mình gắn vào đó. Qua video này các bạn đã biết gắn chưa, hãy bình luận cho mình qua video này nhé, hãy bình luận trên dưới phần bình luận của video này để mình biết nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã coi video này của mình. Bye bye các bạn, hẹn các bạn ở video tiếp theo nhé. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên cho mình một đăng ký và một like nhé. Bye bye các bạn.